Daniel, 2 điểm cho Lady Daniel. Pha bóng rổ rất tuyệt vời của Lady Daniel. Give that to the people, spread it across the country. Labels out here, now they can't tell me nothing. We give it to the people, spread it across the country. Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. Better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new hit. Me get up, first shot, come strut walking. A little bit of humble, a little bit. Khá lạ của Bruno Vampai. Anthony mắc lên là người chuyền bóng. Pha bóng đẹp, rất đẹp, bắt bỏ đồ chủ nhà. Alup một Sài Gòn hit. Chúng ta theo dõi lại một lần nữa pha Alup này của Lenny Daniel. Cú lên rổ móng tay tuyệt vời. Đã quen thuộc tất cả những khuôn mặt của Bruno Vampai. Bởi vì anh là cầu thủ chơi ở trong giải thi đấu chuyên nghiệp bóng rổ của Thái Lan. Bruno là tình huống đồng chiến. Cực kỳ không tốt của Monatarion. Đây là Lenny Daniel và xoay người lên rổ quá đẹp mắt. Một màn biểu diễn của Lenny Daniel đã giúp cho Sài Gòn có thêm 2 điểm nữa. Và úp rổ lốc xoáy của Lenny Daniel. Rõ ràng là tâm lý của các cầu thủ Mono Vampai đã xuống dốc rồi. Và cái điểm quá đẹp mắt của Lenny Daniel. Đây là lần thứ hai mà chỉ có Lenny Daniel và Morgan Moses đối mặt với rổ. Và một lần nữa Morgan Moses lại bảo với Lenny Daniel là chuyền cho tôi đi. Tuyệt vời!